Để bắt đầu được với mẫu này thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng thỏ nhé. Thỏ ở đây nó khá là to, nó cao khoảng tầm 15 cm, được chưa ạ? Và tiếp theo tôi sẽ sử dụng là màu xanh nước biển, 6 bông hoa màu xanh nước biển và những cái lưới sao để chúng ta sẽ có thể nhúng và chúng ta tạo thành những cái que như thế này rồi nhé mọi người nhé. Tiếp đến là tớ sẽ sử dụng giấy. Ở đây, giấy ở đây thì hôm trước tớ có quay like, chính vì vậy thì chưng ở trên like thì nó khá là dài. Do đó ở đây tớ sẽ cắt ngắn để giúp cho các bạn xem nhanh hơn nhá. Giấy chúng ta sử dụng là 4 tờ giấy nha các bạn nhé. 4 tờ giấy màu trắng, sau đó chúng ta sẽ cắt làm 4 luôn nhá. 4 tờ giấy làm trắng và màu trắng này. Chúng ta sẽ cắt làm chúng ta sẽ cắt làm 4 và chúng ta sẽ được một bảnh như thế này, 4 những cái bảnh như thế này nhá. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái chân cắm. Thì ở đây tôi sử dụng một cái miếng xốp, sau đó thì tôi sẽ quấn cái miếng bìa lên đây nhé, quấn cái bìa lên đây này các bạn này, để cho cái xốp này nó dài ra. Thứ hai nữa là đứng được như thế này, chưa? Đó, sau đó thì chúng ta sẽ bọc cái giấy màu trắng vào đây, bọc cái giấy màu trắng ở ngoài. Và nếu như các bạn làm màu xanh thì các bạn bọc cái giấy màu xanh nhé. Tức là giấy màu nào chúng ta sẽ bọc cái chân này màu đấy để cho cái chân nó không bị lộ màu nhé. Đến bước tiếp theo thì tôi sẽ cắm hoa lên đây nhé. Tôi sẽ cắm con gấu và hoa lên trên cái xốp này. Đây. Chưa? Đây. Đầu tiên tôi sẽ cắm con thỏ lên đây. Chưa? Đó, sau đó thì tôi sẽ cắm 6 bông xung quanh này. Sau khi xong thì các bạn nhớ dùng keo nhé, chúng ta dùng keo chúng ta dán vào đây. Đó. Sau khi xong chúng ta sử dụng cái cành này nhé, chúng ta cắm vào đây này các bạn. Đó, như vậy là chúng ta đã xong cái phần cắm nhé. Đến bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành bó nha mọi người. Chúng ta sẽ bó như sau. Đây ạ. Các bạn sử dụng cái giấy này nhá. Đây. Các bạn dùng cái giấy này. Dạ, cái giấy 1/4 này. Các bạn gấp chéo như thế này cho tớ. Chưa? Sau đó thì chúng ta tay chúng ta đưa vào đây. Được. Hoặc là cách thứ hai, các bạn gấp chéo này, sau đó thì chúng ta sẽ gấp lên như này. Được chưa? Đó. Và cách thứ ba, các bạn sẽ gấp lên như này. Được chưa? Có rất là nhiều những cách khác nhau, sau đó chúng ta ôm vào đây nha. Được chưa? Thì tớ hay dùng cái loại cái cách này. Đây, tớ hay dùng cái này để đưa vào đây. Thì với cái cách này thì chúng ta quen tay rồi nên nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu như các bạn chưa quen thì chúng ta hãy lựa chọn một trong ba cách đó để các bạn thì làm nhé. Chưa? Tôi sẽ cho vào đây. Nếu như mà các bạn chưa quen với cái cách gấp như này, chưa biết cách giữ nếp thì các bạn sẽ làm như thế này cho tôi. Các bạn gấp vào đây như này. Đó, chúng ta gấp từng cái. Sau đó thì mình dùng ghim, mình ghim lại như này. Chưa? Đó, thì như vậy là chúng ta sẽ rất là dễ dàng trong cái việc mà giữ, được chưa? Đó, chúng ta gấp vào. Sau đó thì mình ghim lại. Đó. Đó. Mình mà ghim mà như vậy rồi nhá thì chúng ta rất là dễ. Đó, cứ làm lại các bạn xem này. Đó, vào đây. Đây. Được. Đó, sau mình ghim lại. Đó. Khi mà mình ghim như này rồi thì mình chỉ việc ốp vào đây mình quấn thôi, mình không phải giữ nữa. Nhưng tớ quen rồi thì tớ chỉ việc gấp như thế này. Đó, sau đó thì tớ sẽ cũng ra đây. Và tớ giữ ở đây. Tớ quấn thôi, tớ không phải ghim nữa. Được chưa? Đó. Thì và các bạn nhé, các bạn nếu mà mới chưa quen thì chúng ta hãy ghim nó lại, ghim sau đó thì chúng ta làm nó sẽ không bị rút ra, nó dễ hơn.
chưa ạ? Nhá, mình quen thì mình thế, còn các bạn chưa quen thì các bạn hãy sử dụng cái này, các bạn chỉ việc ốp vào đây thôi và chúng ta quấn, nó không phải mất công giữ nữa, nó sẽ nhanh hơn nhá. Đó. Xong nhá. Đó. Làm tương tự như vậy, chúng ta sẽ cứ ốp lên đây này. Đó. Đó. Tương tự như thế các bạn cứ làm thôi. Như vậy cho đến hết tất cả những cái mảnh này nhá mọi người. Đây, sau khi mà chúng ta được cái lượt đầu tiên, chúng ta sẽ được như này. Đây các bạn nhìn này, ở trên này. Đó, đây. Đó, những cái như trước như này. Nhá. Cái bước tiếp theo chúng ta sẽ làm cái chân này của chúng ta nhá. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái mảnh này, tiếp tục dùng cái mảnh 1/4 này. Các bạn sẽ gấp như sau, gấp một cái ngược, cái xuôi để chúng ta tạo được cái như này. Chưa? Chúng ta sẽ tạo được cái như này. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ ôm vào đây. Nhá, ôm vào đây nha. Chưa? Đó. Khi mà ôm vào đây này các bạn nhìn này, chúng ta sẽ cầm một cái giữa như này, ôm vào đây để nó tạo được cái độ phồng cho cái bó này nhá, tạo được cái độ phồng ra. Dạ, ôm vào đây. Chưa nào? Đó. Tiếp theo ở bên này cũng làm tương tự như thế. Gấp một cái ngược này, một cái xuôi như này. Gấp vào này. Rồi. Tương tự như vậy thì các bạn làm hết vòng này nhé. Được chưa? Đó, như vậy là chúng ta đã xong cái phần phần này nhé. Đó, phần dưới. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái phần trên nha mọi người. Phần trên chúng ta cũng tiếp tục như vậy. Ta gấp một phát đây. Cái đây. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ ôm lên trên này. Nhưng ở cái này thì chúng ta sẽ không làm hướng dưới này nữa, mà các bạn sẽ phải làm lên trên này nhé. Đây. Các bạn sẽ phải ốp lên trên này. Và chúng ta sẽ phải ốp đây nhé. Chỗ này là chỗ dao của đây. Chỗ này nó sẽ là chỗ dao của hai tờ dưới đúng không ạ? Các bạn ốp lên đây và chúng ta sẽ đưa vào cái chỗ này. Cái nhọn nhọn cái phần đuôi này chúng ta sẽ cho vào giữa hai cái này. Được chưa ạ? Và đưa lên trên. Nó sẽ đưa lên trên nhỉ. Như vậy các bạn làm hết cái vòng này nhé. Đây. Sau khi mà xong thì các bạn sẽ được như thế này. Được chưa? Đó. Cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng cái mảnh 4 mảnh còn lại, các bạn gấp một cái như này, một cái như thế này. Sau đó tiếp tục chúng ta ôm vào đây nhá. Chưa? Các bạn cứ làm như vậy cho đến hết nha, 4 mảnh này nha mọi người. Chúng ta sẽ làm hết nha, 4 mảnh này.
sau khi xong thì các bạn thấy là nó sẽ được như thế này. Cái cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng một bốn cái mảnh lưới, chúng ta cắt nó bằng 1/4 của tờ giấy. Sau đó thì các bạn gấp vào như thế này cho được, gấp chéo hai cái đầu vào như này. Tiếp theo chúng ta sẽ nhúng vào để tạo được cái như thế này. Đó, các bạn sẽ ôm vào giữa đây nhá. Ví dụ như đây, hai cái mảnh này chúng ta sẽ ôm cái này vào giữa, được chưa ạ? Đó. Tương tự như thế thì các bạn sẽ làm hết những cái mảnh xung quanh nha mọi người. Đó, chúng ta sẽ làm tương tự như vậy để đối với các mảnh xung quanh. Đây. Sau khi mà chúng ta xong giấy, xong lưới thì chúng ta sẽ được như thế này nha mọi người. Chưa? Bước cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng cái dây xi măng này. Rồi chúng ta buộc nó lại. Và chúng ta sẽ cho đèn lên thế này nha mọi người. Cho đèn xung quanh nha. Chưa ạ? Đó, thành phẩm của chúng ta nhé. Chúng ta hãy cùng nhau xem thành phẩm ạ. Thành phẩm của chúng ta nha các bạn. Đó. Chúng ta sẽ thay đổi chế độ đèn này. Đây nó có 3 chế độ cơ. Đây, đó. Đây là sáng này. Đấy. Chúc các bạn thành công nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để có thể nhận được những video mới nhất từ tôi nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.